Sao Vàng Nhật Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc máy lọc không khí rất VIP của Panasonic. Này có mã là Panasonic FVG70 các bác nhé. Một con máy mà cả cái phân khúc cao cấp nhất trong cái dòng hút máy lọc không khí Pana. Tại cái thời điểm nó ra mắt thì con này nó có giá trị vào khoảng xấp xỉ 20 triệu đấy. Đầy đủ tất cả các tính năng. Hình thức thì con này màu đen, còn khá là ổn, không bóng loáng lắm, chỉ một vài vết sức răm nhỏ thôi. Máy còn bên trong ruột còn rất là mới. FVG70 con này công suất 66W là các bác dùng được cho phòng vào khoảng 50m2 nhé. Đối với các cái máy này lọc rất là nhanh luôn, lọc được tuyệt vời. Trên máy full tính năng, đầy đủ tính năng, báo độ ẩm, khóa trẻ em, hẹn giờ, công nghệ EcoNavi, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy. Đây, ở chế độ này thì các bác biết điều chỉnh chưa? Đây, chỉnh cửa dâng cửa vẫy luôn. Đây, điều chỉnh tốc độ lọc, 4 tốc độ lọc. Đây, có 3 chế độ lọc không khí và buồng. Ở chế độ đầu tiên này lọc không khí và buồng tự do. Chế độ này không có nước thì máy tự động nháy đèn và tắt đi. Đây, chế độ này lọc không khí tự động. Và thường các bác dùng để trên chế độ này lọc không khí và buồng tự động không có nước máy vẫn chạy nhé. Con này các cái cảm biến của nó rất là khủng luôn. Con này có cảm biến dò chuyển động này. Nói chung là nói đến dòng VIP cao cấp nhất phân khúc thì nó là VG70, nó là VIP nhất rồi. Phát hiện người trong phòng hai cảm biến bụi mùi. Con này vẫn đi theo màng zin còn rất là đẹp. Đấy, còn bác nào không thích màng zin thì khi bán em sẽ thay bằng màng mới. Không thích màng zin thì thay bằng màng mới coi nhé. Đây, đây màng zin này còn rất là trắng. Đây, vết này là hai cái vết tay sờ vào nó bị nát vì cái giấy của bọn Pana nó rất là mềm. Đây, màng zin trắng nhé, rất là đẹp. Đấy, các bạn nào không thích màng zin thì đổi bằng màng mới, ok. Đây là cái màng than hoạt tính, bọn than hoạt tính của Pana này khử mùi rất là tốt vì nó dày. Màng này có thể rửa được. Đấy, còn cái màng HEPA này thì không thể rửa được nhá các bác. Khi bụi bẩn thì các bác chỉ có dùng xịt hơi xịt thôi. Con máy nói chung là rất là VIP. VG70. Bên rìa này là bình buồm này các bác này. Bình nước buồm nhá, còn rất là mới luôn này, trắng tinh. Khóa buồm cũng rất là mới nhá. Màng còn zin vẫn còn rất ok đẹp. Đấy. Chung là một con máy không có gì phải nghĩ cả. Cái màng tạo ẩm này thì nó là dùng vĩnh cửu các bác nhé, có nước vào là các bác đấy thôi. Con này em bán là 3,2 triệu nhé, giá rất hợp lý luôn, tặng kèm đổi nguồn. Giá 3,2 triệu tặng kèm đổi nguồn 100W, bác nào không lấy đổi nguồn thì trừ đi 100. Và thích thay màng mới thì thay vẫn giá như vậy. Không lấy màng zin thì thay màng mới tùy các bác. Còn các bác không ý kiến gì thì mặc định em sẽ bán theo cái màng này. Chào các bạn nhé. Giá 3,2 triệu chưa phí vận chuyển đâu nhé.